có cái máy ảnh theo dõi này. Đấy, máy ảnh theo dõi này nó chuyển động, nó có cái chuyển động AI này. Đấy, thì khi mà chúng ta quay những cái cảnh chuyển động thì cái camera nó sẽ quay theo. Đấy, nó sẽ quay theo. Tuy nhiên thì cái chức năng này là chức năng Pro và nó mất khá nhiều thời gian. Thì cái này đặc biệt để làm gì ạ? Để chúng ta quay những cái cảnh chuyển động, những cái cảnh mà có nhân vật chuyển động ấy, thì cái camera nó sẽ quay theo. Ví dụ chúng ta nhảy này, chúng ta nhảy lên nhảy xuống, nhảy lên nhảy xuống, thì cái camera nó sẽ tự động quay theo. Mặc dù khi mà mình quay ấy, mình để cái camera cố định, nhưng mà gì ạ, chúng ta có như có vẻ là cái camera nó đang nhảy theo và nó nhảy rất là khớp, được chưa ạ? Ừ. Rồi, đây là máy ảnh theo dõi. Thì chúng ta có thể theo dõi mặt, theo dõi cơ thể, theo dõi bàn tay. Và đây là những cái chức năng Pro. Và hầu hết anh chị em chúng ta dùng CapCut là chúng ta dùng free thôi. Đấy, cho nên là những cái chức năng là cao cấp này thì chúng ta có thể lựa chọn hoặc không. Đấy, ở đây thì Huy sẽ tìm một cái video nhảy nhé, để thử cái chức năng này. Mặc dù chức năng này nó sẽ hơi mất thời gian một chút, nó hơi nó nhảy nhảy hơi chậm. Dance. Dancing. Yeah. Còn quay chậm. Đấy, chúng ta chọn máy ảnh theo dõi nhé. Bây giờ chúng ta sẽ theo dõi vào cái đầu của anh này, thấy chưa ạ? Anh chị em nhìn thấy cái ô vuông này không ạ? Nó bám theo cái đầu này, thấy chưa ạ? Đấy, chúng ta sẽ gì ạ? Đấy, Đây là dáng người nhỏ nhắn xinh xinh đáng yêu dịu. rồi bây giờ anh chị em sẽ xem nhé, là gì ạ? Là ở đây thì nó có mấy cái tùy chỉnh. Ừ, thứ nhất là xoay này. Đấy, thứ hai là vừa bảng vẽ, thứ ba là giữ kích thước khuôn mặt. Đấy, vừa bảng vẽ. Đấy. Rồi. Rồi. Dáng người nhỏ nhắn xinh xinh đáng yêu dịu dàng tỏa sáng Là nó bị mất khuôn mặt, cho nên là nó bị miss, nó không bám được vào khuôn mặt nữa. Ừ. Rồi, mình sẽ nhấn nó loại bỏ. Đấy, thì đại khái là cái camera nó sẽ nhảy theo. Đấy, bây giờ mình bỏ cái khuôn mặt đi, mình chỉ là để cái này nhé. dáng người nhỏ nhắn. Rồi. Đấy. Đây là Chúng ta thấy camera nó nhảy dáng theo. người nhỏ nhắn xinh xinh Đầu. đáng yêu dịu dàng tỏa sáng lung linh. Nó lắc lư theo cái Cũng đầu. là em, đôi khi cao gắt linh tinh lại hay bật khóc hết nước mắt. Đấy, nó lắc lư theo cái đầu ấy. Được chưa? Đấy, nếu như mà chúng ta loại bỏ nó đi. Chúng ta xem lại cái clip này nhé. Đấy. Đây là Nó không có em, nhảy. Cái camera nó đứng dáng im. người nhỏ nhắn xinh Được xinh đáng yêu dịu dàng tỏa sáng lung linh. Đấy, đấy là cái chức năng mà camera nó nhảy theo. Thì cái chức năng này ấy, nó rất là hay khi mà chúng ta dùng với những cái clip nhảy. Đấy, những cái bạn gái mà nhảy á thì họ hay sử dụng cái chức năng này, làm cho cái camera nó gì ạ, nó nhảy theo. Đấy, và nó rất là khớp cái nhịp. Đấy, thì nó làm cho cái clip nó hay hơn.
nó thú vị hơn.